Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Nữ Nguyễn ạ. Hôm nay cơ sở của chúng em sẽ nên cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ cần ốc xa cừ ạ, đang có tại cơ sở của chúng em hôm nay ạ. Và cơ sở của chúng em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định và số điện thoại giao lưu là 0833114226 ạ, hoặc số điện thoại là 0912862834 ạ. Vâng, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đây là một chiếc bàn phấn ạ. Chiếc bàn phấn này được làm trên nền gỗ gụ ạ, hay còn gọi là gõ mật ạ. Và thông số kích thước của chiếc bàn phấn này em đo được là có chiều dài là 118 cm ạ, chiều rộng là 45 cm ạ, và chiều cao là 151 cm ạ. Còn chiếc ghế này em đo được là có đường kính là 31,5 cm ạ và cao là 41 cm ạ. Đấy là thông số kích thước của bộ bàn phấn này ạ. Đây phần bàn ạ, phần khung gương ạ, phần lòng trong thì được đục chạm những đường viên ngọc chai này ạ. Đấy. Khung ba ngoài đều được cẩn những đường ô van và những đường dây neo ạ. Trường trên hai bên đều được đục chạm những đường hoa lá tây ạ. Phần ngăn trên đây đều được cẩn mai cải thọ ạ. Chúng ta có thể chứa đồ trên này ạ. Và đây thêm bốn ngăn kéo nhỏ ạ. Chúng ta có thể đựng mỹ phẩm các kiểu ở trong này ạ. Rất là tiện ạ. Phần mặt trên của chiếc bàn cũng được cẩn những đường ô van ạ và những đường dây neo đây ạ. Chiếc bàn phấn này được cẩn ba mặt ạ. Phần mặt trước thì đều được cẩn những đường ô van ạ và có 5 ô khóa, 5 ngăn kéo ạ. Này. Chúng ta có thể chứa đồ trong này cũng rất là tiện lợi ạ. Rộng rãi ạ. Đấy. Phần hông này ạ, phần hông của chiếc bàn phấn này thì được cẩn một cây sen vịt ạ. Và viền ngoài để được cẩn những đường ô van ạ. Chân là chân móng ạ. Phần ghế ngồi là giữa nòng giữa của chiếc ghế thì được cẩn một cây mai cải thọ ạ. Khung ba ngoài để được cẩn những đường ô van và những đường dây neo ạ. Chiếc ghế này được cẩn tứ diện hết ạ. Chân cũng là chân móng ạ. Được cẩn một chữ thọ và bông mai ạ. Và xung quanh đều được cẩn những đường dây neo ạ. Hàng em bao đẹp lành lặn cho các bác ạ. Các bác có thể mua chiếc bàn phấn này về tặng cho vợ ạ. Tặng hoặc tặng cho con gái ạ. Đấy, có thể ngồi làm bàn trang điểm ạ. Khi nào ta không dùng nữa thì ta có thể bỏ ghế vào trong gầm bàn này ạ. Rất là gọn là gàng ạ. Đấy. Với một chiếc bàn phấn như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 18 triệu ạ. Em ba miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Sản phẩm tiếp theo em có đây là một bộ bàn trà 3 món ạ. Bộ bàn trà này cũng được làm trên nền gỗ gụ ạ. Và thông số kích thước của bộ bàn trà này em đo được nè. Chiếc bàn có đường kính là 70 cm ạ. Và cao là 80 cm ạ. Chiếc ghế là có chiều dài là 52 cm ạ. Sâu là 41 cm ạ. Và chiều cao tổng thể là 100 cm ạ. Đấy là chi tiết kích thước sản phẩm của bộ ba bàn trà. Giờ em sẽ qua máy lại gần để quay chi tiết hơn về bộ bàn trà này ạ. Về trước mặt bàn này ạ. Nòng trong của chiếc mặt bàn được cần cảnh bát tiên du xuân ạ. Ốc là ốc Singapore 7 màu ạ. Khung ba ngoài đều được cần những đường ô van ạ và những đường dây neo ạ. Phần bệ bàn đây đều được cần tứ diện hết ạ. Cần hết những đường dây neo ạ. Phần trụ của chiếc bàn này đây ạ. Là gỗ được gỗ nguyên khối ạ. Được cần những đường chám ạ. Chân này thì cũng được cẩn hai mặt hết ạ. Đây. Có ba chân được cẩn 6 mặt ạ, đều được cẩn những đường cây mai đây ạ. Đấy. Phần ghế em sẽ quay phần ghế cho các bác ạ. Đây ạ. Phần tựa ghế ạ. Trường trên đây đều được cẩn sóc nho ạ. Đấy. Phần rạch quạt này cũng được cẩn những cái đường sóc nho đây ạ. Đấy. Tay là tay vo tròn xoắn ạ. Đấy. Phần bệ của chiếc ghế này cũng được cẩn hết những đường dây neo đây ạ.
chân cũng là chân quỳ ạ, kết hợp với nó là ba con tiện ạ. Đấy, rất là đẹp ạ. Phần mặt sau của chiếc ghế này này ạ, bên cơ sở em là đánh vernis nên là rất là đẹp ạ. Đấy, hàng em bao đẹp nành nọ cho các bác ạ, các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán ạ. Với một bộ ba bàn trà như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ ra lưu với các bác giá là 17 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và bên cạnh đây em có là một bộ tranh tứ bình ạ. Bộ tranh này được làm trên nền gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gõ mật ạ. Và thông số kích thước của bộ tranh này em đo được là có chiều cao là 117 cm ạ, và chiều rộng là 37 cm ạ. Bộ tranh này được cẩn một bộ 4 cặp tứ bình đây ạ. Ốc là ốc Singapore 7 màu ạ. Khung bao ngoài thì được đục chạm một cây trúc ạ. Rất là đẹp ạ. Nô trên thì được cẩn cảnh bát tiên du xuân đấy ạ. Hàng bao đẹp nành nặn cho các bác ạ. Với một bộ tranh tứ bình như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 9 triệu ạ. Em bao miễn phí ship và chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và bên cạnh đây em có là một bức đại tự ạ. Bức đại tự này được làm trên nền gỗ vụ ạ. Và thông số kích thước của bức đại tự này em đo được là có chiều dài là 61 cm ạ. Chiều dài là 126,5 cm ạ. Chiều cao là 61 cm ạ. Đấy. Và độ dày của nó là 3,5 cm ạ. Phần lòng trong của chiếc bức đại tự này thì được cẩn chữ Phúc Lộc Thọ ạ. Ốc là ốc Singapore 7 màu ạ. Góc 4 góc thì đều được cẩn những cây cổ đồ ạ. Lá trong là lá liền tấm ạ. Khung bao ngoài đều được cẩn những đường ô vàng ạ, và cây mai cải thọ cho vật nguyệt đấy ạ. Hàng em bao đẹp nành nặn luôn ạ. Với một bức đại tự như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 6 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em có đây là một chiếc trò kê đĩa ạ. Chiếc trò này cũng được làm trên nền gỗ vụ ạ. Và thông số kích thước của chiếc trò này em đo được là có đường kính là 30 cm ạ. Chiều cao là 40 cm ạ. Và chiếc trò này được cẩn tứ diện hết ạ. Phần trụ giữa thì được cẩn đường chữ thọ ạ. Đấy. Và bốn cánh, ba cánh này thì đều được đục chạm cây mai cải thọ ạ. Đấy. Và được cái cẩn vào đấy là những ốc Singapore 7 màu ạ. Với một chiếc trò như thế này, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 3 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em có đây là một chiếc khay trà. Chiếc khay trà này được làm trên nền gỗ chắc ạ. Và thông số kích thước của chiếc khay trà này em đo được là có chiều dài là 42 cm ạ, rộng là 25 cm ạ, và chiều cao là 13 cm ạ. Phần lòng trong này của chiếc khay trà đấy ạ, được cẩn cảnh là đồng quê ạ, ốc Singapore đỏ nửa ạ. Phần khung bao ngoài thì được cẩn cảnh nhị thập từ hiếu ạ. Phần diễu thì được cẩn cảnh sóc nho ạ, ốc là ốc đỏ ạ. Chân là chân quỳ xoắn ốc ạ. Hàng bao đẹp cho các bác ạ. Với một chiếc khay trà cỡ này là cỡ đại ạ, thì bên cơ sở em cũng giao lưu với các bác giá là 6 triệu ạ. 6 triệu ạ, em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và bên cạnh đây em có là một bức tranh phu thê ạ. Bức tranh này được làm trên nền gỗ chắc ạ. Và thông số kích thước của bức tranh này thì em đo được là có đường kính là 36 cm ạ. Và được cận cảnh phu thê đấy ạ. Những phần nó màu vàng đấy ạ.
đều được làm từ gỗ sưa. Những phần màu trắng này được làm từ ngà, và những phần màu cam, màu xanh đây ạ, đều được làm từ đá cẩm thạch ạ. Kết hợp tạo thành một bức tranh rất là đẹp ạ, nhìn rất là sắc nét luôn ạ, chạm nổi kinh bông luôn ạ. Hàng em bao đẹp lành nặng cho các bác luôn ạ, mặt sau đây ạ, đấy, không nứt nẻ ạ. Với một bức tranh phu thê như thế này ạ, cơ sở em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 4 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và bên cạnh đây là em cũng có là một bức tranh tùng hạc ạ. Bức tranh này cũng được làm trên nền gỗ chắc ạ. Và được cận cảnh đây là cảnh tùng hạc ạ. Phần thân cây đây ạ, để được làm từ gỗ sưa ạ. Phần màu trắng đây ạ là ngà, và những phần màu tím ạ, màu xanh ạ, đều được làm từ đá cẩm thạch ạ. Đấy, chạm nổi kinh bông ạ, nhìn cũng rất là đẹp ạ. Đấy, bác nào thích mẫu nào ạ thì có thể liên hệ lại với em ạ. Đấy, mặt trước với mặt sau ạ, hàng bao đẹp lành lặn luôn ạ. Với một bức tranh như thế này, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 4 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Sản phẩm tiếp theo có đây là một chiếc bàn bày đồ ạ. Chiếc bàn bày đồ này được làm trên nền gỗ gụ ạ. Và thông số kích thước của chiếc bàn bày đồ này em đo được là có chiều dài là 125 cm ạ, chiều sâu là 45 cm ạ, và chiều cao là 89 cm ạ. Phần trên của chiếc bàn bày đồ này chúng ta có thể bày đồ trên này ạ, trưng đồ cổ, bình sứ các kiểu ạ. Và đặc biệt của chiếc bàn bày đồ này là có ngăn chứa đồ ạ. Bên dưới ạ, đây ạ, có hai cánh. Cánh này ạ, chúng ta có thể chứa đồ bên trong này ạ. Đấy, rất là rộng rãi ạ. Cánh tủ này thì được cẩn cảnh sen cò ạ. Khung bao ngoài đều được cẩn những đường oval và những đường sóc nho ạ. Phần trường trên thì được cẩn một cuốn thư ạ. Hai bên được cẩn mai cải thọ ạ. Đấy, khung ngoài thì được cẩn cây mai, cây trúc ạ. Đấy, phần rượu dưới thì được đục chạm những đường hoàn lá tây ạ. Hàng bao đẹp cho các bác ạ. Chúng ta có thể vừa bày đồ vừa đựng đồ luôn ạ. Với một chiếc bàn như thế này, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 15 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em có đây là một bức tranh chữ tâm phúc ạ. Bức tranh này thì được làm trên nền gỗ nim ạ. Và thông số kích thước của bức tranh này thì em đo được là có chiều dài là 116 cm ạ. Và cao là 46 cm ạ. Và được đục chạm một quả dưa. Đấy. Và kết hợp với nó là cẩn chữ tâm phúc ạ. Ốc là ốc Singapore ạ. Bảy màu ạ. Rất là đẹp ạ. Với một bức tranh như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 3 triệu ạ. Em đang miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Một sản phẩm tiếp theo em có đây là một cây tủ bày đồ ạ. Cây tủ bày đồ này được làm trên nền gỗ gụ ạ. Và thông số kích thước của chiếc tủ bày đồ này em đo được là có chiều cao là 227 cm ạ, chiều rộng là 124 cm ạ, và chiều sâu là 42 cm ạ. Giờ em sẽ cho máy này gần để quay chi tiết hơn về chiếc tủ bày đồ này ạ. Phần nô trên, trương trên của chiếc tủ bày đồ thì được đục chạm bông hồng ạ. Phần dưới thì được cẩn, và đấy là một cây hồng, ốc là ốc Singapore bảy màu ạ. Phần khung ngoài tủ thì đều được cẩn những đường chữ thọ này ạ. Đấy. Phần cánh tủ này ạ, đều được cẩn những đường oval và những đường dây neo ạ. Đấy. Đấy. Phần bên trong này ạ, có rất nhiều ngăn chứa đồ ạ. Chúng ta có thể trưng bình sứ, bình rượu hoặc đồ cổ bên trong này ạ. Ná là ná kính ạ. Đấy, mặt kính luôn ạ. Cũng được cẩn hết những đường chát chám này ạ. Phần dưới của chiếc tủ này có hai ngăn kéo đấy ạ.
Thì chúng ta cũng có thể chứa đồ bên trong này ạ. Đấy, cũng rất là tiện lợi ạ. Đấy. Chân là chân quỳ xoắn ốc ạ. Phần diễu thì được đục chạm một cây hồng luôn ạ. Đấy. Hàng em bao đẹp dành nặng cho các bác ạ. Với một chiếc tủ bày đồ như thế này ạ, cơ sở của chúng em cũng sẽ giao lưu với các bác giá là 21 triệu ạ. Em bao miễn phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Và trong clip ngày hôm nay, bác nào mà xem không rõ hoặc nghe không rõ thì có thể liên hệ lại trực tiếp với em qua số điện thoại là 0833114226 ạ, hoặc số điện thoại là 0912862834 ạ. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết sản phẩm các bác muốn xem kỹ hơn ạ. Và các bác nào xem video mà thấy hay thấy đẹp thì hãy cho cơ sở em một nút like cũng như một nút đăng ký kênh ạ, để cơ sở em một ngày muốn phát triển và ra những sản phẩm mới cho các bác cùng tham khảo và chiêm ngưỡng ạ. Và bây giờ em xin dừng video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.